Chẳng uốn tỉa gì, thỉnh thoảng chỉ cắt cắt nó chứ mình cũng không uốn anh em ạ. Bây giờ cái phức tạp nhất là nhét nó vào được mấy cái lỗ viên gạch đây. Ba cái rễ chắc phải ba viên anh em. Gọi là cái độc lạ luôn đấy. Tầm này thì chắc mới 2 giờ sáng rồi anh em. Nằm bóng điện cho nó hơi mờ xíu. Đây sau một hồi thì nhét nó vào rồi. Giờ thì đặt nó lên một cái chậu thôi anh em ạ. Nên làm xong nằm uống cà phê một độ thì trời nó gần sáng anh em ạ. Giờ nó 5 giờ hơn nhưng mà trời vẫn tối. Đấy, đặt nó lên luôn. Đây nha, cái cây sung này sau 2 tháng đây. Tôi vừa cắt cái thân này đi nha mọi người. Làm đơn giản này. Sau này vớt cái cân này đi. Tạo một bông tán thế này nha. Đây cái cây này thì nó ra quả rồi thì trồng nó lại ra quả lại anh em này. Nó lại ra quả này. Cây này 2 3 năm nữa thì làm một cây này. Rất hay luôn anh em. Độc lạ luôn. Không đụng hàng. Mày phát triển khá khỏe đây. Và cái quyết định để trồng những cái cây mà mình nên gạch nên đá thế này này. Thì buộc lúc khi mình trồng là mình phải chùm bì đi đâu anh em ạ. Nên là mấy cái cây mà mới bị hai con chó làm đổ nhỉ anh em. Trồng này tôi chuyển thành dáng đổ hết. Cũng cho nó bì như thế này. Hơi nó cứ bay lên bay xuống thì lúc nào nó tươi thì nó sẽ ok nha. Nhét mấy cái rễ, mấy cái lỗ viên gạch như này mà chùm ni lông này nó vẫn ok thôi. Giờ rễ của nó thì chắc nó đâm xuống dưới rồi anh em ạ. Cây nó khỏe này thì rễ nó đâm xuống dưới. Cây này giờ chỉ tạo tác rồi, nuôi quả, chơi độc lạ. Anh em thấy không? Tôi thì cây to thì cũng rất nhiều anh em ạ. Vườn. Nhưng mà thỉnh thoảng là vẫn phải có những cái cây nhỏ này để mình chơi cho nó vui anh em ạ. Làm những cây nhỏ này thì nó kỳ công, tốn công một xíu. Rất hay. Sau này tôi sẽ thay vào cái chậu đẹp vào. Chà sạch mấy viên gạch này đi. Làm thành một tác phẩm trong tương lai.